đây là một góc của khu resort 5 sao. Tại những biệt thự nghỉ dưỡng, họ sử dụng điều hòa trung tâm VRV của Daikin. Đây là khu resort rất là thanh bình của thương hiệu Winham. Thương hiệu hàng đầu trên thế giới họ sở hữu 9.300 khách sạn trên khắp hành tinh. Lượng phòng lên đến gần 1 triệu. Đây là tập đoàn nghỉ dưỡng của Mỹ, sở hữu nhiều phòng nhất trên toàn cầu. Tôi đang quay một đoạn Một góc của khu resort Và đã là resort Thì họ sẽ đặt cái tiêu chuẩn chất lượng không khí lên hàng đầu Vậy thì ngoài những cái không khí thiên nhiên Trong lành như thế này Thì trong những cái không gian trong phòng Của những cái block căn hộ Biệt thự nghỉ dưỡng Hay những căn homestay Họ sẽ sử dụng điều hòa không khí của thương hiệu nào Đây ạ các bạn sẽ được nhìn thấy ngay họ sử dụng thương hiệu điều hòa Daikin. Những cái thương hiệu lớn trên thế giới thì họ sẽ tham gia rất sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và có một cái hệ thống tiêu chuẩn chung và không có gì là ngạc nhiên khi mà tập đoàn nghỉ dưỡng lớn nhất hành tinh, danh giá nhất lại sử dụng thương hiệu điều hòa có chất lượng tốt nhất trên thị trường, trên toàn cầu chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam. Đó là thương hiệu điều hòa Daikin.